Chào mừng các bạn quay trở lại kênh luyện thi tuyển sinh vào lớp 10. Ở các video trước đó, chúng ta đã làm xong phần phát âm, dấu nhấn, phần ngữ pháp, phần đọc hiểu của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng. Thì ở video này sẽ hướng dẫn cho các bạn làm phần viết câu. Rồi, viết câu chúng ta gồm E1 và E2. Bây giờ chúng ta sẽ làm E1 trước nhé. Hãy sắp xếp lại những từ được đặt ở vị trí khác nhau để làm thành những câu hoàn chỉnh. Thì ở phần này người ta yêu cầu chúng ta là sắp xếp, có nghĩa là chúng ta sẽ không thay đổi từ vị trí mà chúng ta sẽ sắp xếp nó lại thôi. Bây giờ các bạn thấy là ở trong những chữ của đề thi á, người ta cho mình á, thì các bạn để ý thấy là có chữ viết hoa là chữ mai đây, thì chúng ta sẽ viết chữ này trước. Rồi, vì nó viết hoa, chúng ta viết trước My name. Rồi, chúng ta thấy cái tên nè, My tên. Tên của tôi dĩ nhiên là chữ là. Đây là câu thân thuộc quá rồi. Là gì? Trong bài do chúng ta chữ nick. Là nick. Rồi, họ cũng cho chúng ta chữ and là và nè, chữ from là từ nè. Rồi, chúng ta có và, có chữ tôi luôn. Tôi thì đến từ, chúng ta sẽ đoán được from London. Câu này dễ ha. Tên của tôi là Nick và tôi đến từ London. Chúng ta dịch sơ qua, chúng ta đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Đủ từ. Rồi, chúng ta đã xong câu số 41. Chúng ta đoán được. Câu này tương đối dễ nha. Bây giờ chúng ta qua câu số 42. Rồi, trước khi làm thì chúng ta thấy chữ đe họ viết hoa nè, nên chúng ta viết luôn. Rồi, tính sao nha. Chúng ta thấy nè, lớp học buổi sáng 7 giờ bắt đầu của họ ở trong. Rồi, đó là từ tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sắp xếp lại nha. Lớp học của họ bắt đầu lúc 7 giờ vào buổi sáng, in the morning. Rồi, này dễ ha. Bây giờ câu số 43 nè. Chúng ta thấy chữ nào viết hoa? Chúng ta có chữ what viết hoa. Rồi, chúng ta dùng trước. Tiếp nha, chúng ta xem nè. Ở ngày hôm qua làm bạn thời gian này thì cái gì? Rồi, chúng ta sắp xếp những cái từ tiếng Việt có lại là bạn đang làm gì ở thời điểm này, ngày hôm qua bạn đang làm gì. Rồi, tới động từ nha. Trong câu ta cho mình chữ were bạn nè. Rồi, bạn đang làm gì? What were you doing vào thời điểm này? It's time. Ngày hôm qua. Rồi, câu hỏi nha. What were you doing this time yesterday? Rồi, nếu bạn nào cẩn thận, bạn ai sẽ đếm nha. Hai chữ nè, 4 nè, 6, 7 nè. 2, 4, 6, 8. Úp. Thiếu một chữ, đây chữ S nè. Rồi, what were you doing? Chỉ có at this time hợp lý nhất. Các bạn lưu ý ha, cuối câu dấu hỏi nha. Lưu ý ha.
Bây giờ chúng ta qua câu số 44. Tương tự, trước khi làm câu số 44 thì các bạn hãy đọc yêu cầu của bài nha. Hoàn thành mỗi câu với cái từ của riêng của bạn. Rồi, your own word. Cái này có nghĩa là riêng của bạn. Hoàn thành mỗi câu với cái từ của riêng của bạn, có nghĩa là mình tự viết đó. Làm sao cho đúng ngữ pháp là được. Bây giờ chúng ta xem nha. Dù cho Sóc Trăng thì không phải là một thành phố lớn, nhưng rồi, bạn nào nhanh nhảy viết chữ nhân. Rồi. Bạn nào nhanh nhảy viết chữ nhân thì sẽ sai nha. Các bạn lưu ý là trong tiếng Anh chúng ta có từ although là dù cho nè, thì phía sau nó dịch là nhân nha. Nhưng mà dấu phẩy này chính là nhân nè. Ha. Không sử dụng nó. Không sử dụng từ but. Rồi, dù cho Sóc Trăng không phải là một thành phố lớn, nhưng nhưng tôi thích nó. Rồi, là các bạn có thể đặt điểm. Hoặc là chúng ta sẽ có một đáp án khác ha. Cái áo này tùy vào các bạn nè. Dù cho Sóc Trăng không phải là thành phố lớn, nhưng nó có nhiều cảnh đẹp. Nhiều nè. Cảnh đẹp, đẹp là tính từ beautiful. Cảnh đẹp. See. Rồi. Hoặc là một cách nào đó ha, các bạn có thể viết. Tuy nhiên các bạn lưu ý ở đây là chữ is nè. Thì hiện tại phía sau này các bạn cũng gì thì dùng thì hiện tại luôn nha, cho nó tương xứng với câu này. Hiện tại đi với hiện tại, bạn nào mà dùng thì quá khứ là sai nha. Bây giờ chúng ta qua câu 45. Bởi vì giáo viên của chúng ta thì bệnh vào sáng nay nên. Rồi, tương tự nha, chúng ta có chữ because, phẩy nè. Bạn nào viết chữ nên vô, ví dụ bạn viết chữ so vô là không đúng nha. Chúng ta không cần những cái chữ đó. Bởi vì tiếng Anh nó tương đối là đơn giản. Rồi. Nên là tôi đi, tôi không đi học. Trong câu người ta phía trước người ta dùng thì quá khứ, phía sau chúng ta cũng dùng thì quá khứ luôn. We didn't go to school. Today cũng được ha, thôi tới đây đủ rồi. Hoặc các bạn có thể viết theo một cách khác ha. Bởi vì giáo viên của tôi thì bệnh vào sáng nay nên chúng tôi viếng thăm him in the afternoon. Rồi, chúng ta có nhiều cách viết. Bất kể cách viết nào thì các bạn phải sử dụng thì quá khứ ở đây nha. Bạn nào không xài quá khứ là sai đó. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần viết câu của đề thi tuyển sinh vào lớp 10 Sóc Trăng. Chúng ta sẽ còn phần E3. Rồi, phần E3. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúng ta hoàn thành phần A3. Bây giờ thì xin chào và tạm biệt các bạn. Các bạn hãy ủng hộ kênh bằng cách subscribe và chia sẻ video với bạn bè của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và tạm biệt.